Theo đơn đề nghị, ông Nguyễn Tiến Vũ là người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%. Ông được bố mẹ cho một thửa đất có diện tích 72 m2 tại phường Phố Cò. Đến năm 2019, khi con trai lập gia đình, ông đã tặng cho con trai thửa đất trên. Năm 2003, vợ ông qua đời, ông lập gia đình với bà Dương Thị Thắng vào năm 2016. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng ông chưa có chỗ ở riêng và ở cùng gia đình con trai tại tổ 1, phường phố Cò. Năm 2023, ông Vũ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có diện tích 335 m2 đất trồng lúa tại thửa số 91, tờ bản đồ địa chính số 26, phường Cái Đan đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho ông được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đối với diện tích 185 trên 335 mét vuông thửa đất ông nhận chuyển nhượng để xây dựng nhà ở. Ủy ban nhân dân phường Cải Đan cũng đã gửi hồ sơ đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Vũ đến phòng tài nguyên và môi trường thành phố Sông Công. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của thành phố Sông Công không giải quyết với lý do thửa đất không nằm xen kẽ trong khu dân cư. Đất vẫn canh tác được nên không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở. Ông Nguyễn Tiến Vũ, không nhất trí với việc giải quyết của chính quyền thành phố Sông Công và cho rằng thửa đất số 91 đáp ứng các điều kiện để được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Nhu cầu có đất ở của ông là thực sự cấp thiết, không vì mục đích trục lợi. Bản thân ông thuộc diện người có công với cách mạng. Vì vậy, ông có đơn gửi đồng chí Bí Thư tỉnh ủy đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Sau khi nghe ý kiến của công dân và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng kết luận: Nội dung đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của công dân Nguyễn Tiến Vũ là chính đáng, đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành. Nhấn mạnh đây là thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Sông Công. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy giao thành ủy Sông Công chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan.